Và để tiếp tục chương trình là một nhạc phẩm Đêm Hồng Ân do ca đoàn Mân Côi Giáo xứ Bắc Hà thể hiện. Xin quý vị một tràng pháo tay để chào mừng ca đoàn ạ. Thank you.
Xin chân thành cảm ơn tiếng hát của ca đoàn Minh Côi, giáo xứ Bắc Hà.